Ước mơ để sở hữu một cái làn da trắng sáng và căng bóng không có dấu hiệu sạm xỉn màu là một cái ước mơ chính đáng của rất nhiều các chị em, không phân biệt tuổi tác. Chính vì thế nên hôm nay thì Huế quyết định review một cái sản phẩm mà đang có thể nói là hot trend cho tất cả các spa và thẩm mỹ viện của năm 2020 về cái dòng sản phẩm mà làm trắng, kích trắng và ủ trắng da mặt cho khách hàng. Thì đây có thể nói là một trong những cái sản phẩm mà các spa và các thẩm mỹ viện ở tại Việt Nam hiện nay đang áp dụng rất là nhiều trên cái vấn đề trị liệu những cái vấn đề sắc tố ở trên da mặt của khách hàng. Chính vì thế nên hôm nay thì Huế muốn làm clip này để giúp cho chị em chúng ta có thể tìm hiểu kỹ hơn về cái dòng sản phẩm này, tại sao nó lại có một cái tiếng vang lớn trong ngành thẩm mỹ ở tại Việt Nam thời điểm gần đây như vậy. Đây là một dòng sản phẩm của tập đoàn Hyzin. Tập đoàn này thì đã tồn tại ở trên thế giới 16 năm và đã xuất khẩu đi 21 quốc gia. Nhưng mà sản phẩm của tập đoàn thì chuyên phân phối vào các spa và các thẩm mỹ viện lớn cũng như là các viện da liễu ở tại Hàn Quốc cũng như là 21 quốc gia trên thế giới. Thì tập đoàn đã hiện diện ở tại Việt Nam là hơn 2 năm và hiện nay thì sản phẩm này thì đó là một trong những cái sản phẩm chủ đạo của tập đoàn trong cái dòng làm trắng. Cặp sản phẩm này thì gồm có một cái men ủ trắng enzyme và một cái mặt nạ làm trắng. Với cái sản phẩm này thì sẽ giúp da của chị em là sẽ trắng sáng ngay lần đầu tiên khi mà các chị em sử dụng, và đúng giống như là chúng ta đang sử dụng một cái liệu trình mà chúng ta không phải lột tẩy da. Da chúng ta không bị bào mòn, không bị mỏng đi, không bị yếu và không có một cái phản ứng phụ nào, cực kỳ là an toàn nhưng mà lại hiệu quả ngay lần đầu tiên khi chúng ta sử dụng bởi cái công nghệ đột phá bằng những cái sản phẩm, bằng những cái hoạt chất ở trong hai cái cặp sản phẩm này ở tại Hàn Quốc hiện nay. Thì đối với những cái sản phẩm này thì một tuần nếu như chúng ta đi spa thì chúng ta sẽ sử dụng một tuần một lần, còn nếu như các chị em muốn làm tại nhà thì các chị em hãy sử dụng cho Huế một tuần hai lần để thấy rõ được cái hiệu quả của sản phẩm này. Và Huế khẳng định, để khẳng định cho cái lời của mình là sản phẩm cực kỳ an toàn, thì cái sản phẩm này các chị có thể sử dụng quanh năm ngày tháng mà chúng ta không phải ngưng lại, giống như là sử dụng những cái sản phẩm khác thì phải sử dụng theo liệu trình, sau đó thì chúng ta sẽ phải kết thúc để chúng ta sử dụng sang những cái sản phẩm dưỡng. Nhưng riêng dòng sản phẩm làm trắng này thì chúng ta có thể sử dụng quanh năm ngày tháng và chúng ta cứ một tuần sử dụng hai lần, chắc chắn là chị em sẽ sở hữu được một cái làn da căng bóng, trắng sáng và loại bỏ toàn bộ những cái sạm xỉn màu ở trên bề mặt da của các chị. Kể cả những cái da đen lì nhất thì cũng có thể giúp cho các chị em bật tông được bởi cái bộ sản phẩm này. Nhưng mà cái sáng của nó, trắng của nó thì nó không phải là bào mòn lột tẩy, thế nên là da của các chị em nó không bị trắng ẩn, trắng bệch, hay là da của các chị em nó không có dấu hiệu là trắng xanh, mà ở đây thì nó sẽ kích thích những cái hệ bạch huyết và những lưu thông toàn bộ cái mạch máu ở dưới da, nên da của các chị em khi sử dụng cái sản phẩm này thì nó có cái độ trắng hồng. Và khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm này, chúng ta chỉ cần sử dụng thêm một lớp kem chống nắng nữa thôi, thì lúc nào nó cũng bắt cái ánh sáng mặt trời vào thì lúc nào da của các chị cũng sẽ sáng và trắng hồng lên. Đó, thì đối với những cái chị em nào mà chúng ta luôn luôn tìm và tìm rất nhiều các giải pháp rồi không trắng lên được thì các chị em hãy xem Huế review cái sản phẩm này, và ngay bây giờ thì Huế sẽ test cái sản phẩm này lên trên gương mặt của em để cho các chị thấy được cái hiệu quả ngay lần đầu tiên khi mà em sử dụng cái sản phẩm này, thì cái hiệu quả để các chị so sánh với những cái sản phẩm mà các chị đã từng sử dụng để giúp cho làn da của các chị có cái độ trắng như thế nào nhé. Đây là cái bột enzyme và mặt em thì đã làm sạch rồi. Bây giờ thì em sẽ lau lại cái gương mặt của mình. Và em sẽ có thể là em sẽ test một nửa bên mặt để cho các chị có thể là so sánh xem là nửa bên mặt này với nửa bên mặt này của em thì nó sẽ như thế nào nhá. Đây là cái bột enzyme và mỗi một lần ấy thì em sẽ lấy là một nửa cái một thìa, giống như một thìa sữa chua ấy. Đó, em sẽ lấy như thế này. Đây, một thìa sữa chua như thế này. Khi mà các chị mua sản phẩm này thì bên em sẽ tặng cho các chị một cái bát và một cái chổi như thế này để các chị có thể dễ dàng thực hiện. Và bây giờ thì em sẽ cho một ít nước sôi để nguội vào để giúp cho cái bột này nó sẽ hoạt hóa và nó sẽ chuyển hóa thành những cái bọt đánh đều lên và bôi trên bề mặt ủ cho em tầm khoảng 5 đến 7 phút để giúp cho da của chúng ta nó sẽ trắng sáng nhé các chị nhé. Bây giờ thì em sẽ test lên trên gương mặt của em để cho các chị thấy được cái hiệu quả của cái bộ sản phẩm kích trắng mặt này như thế nào. Đây ạ. Đây là em đã lấy cái lượng bột bằng một thìa sữa chua như thế này. Và bây giờ thì em sẽ cho một cái lượng nước nóng nhá. Các chị lấy nhớ cho em là nước nóng, nước là một khoảng 100 độ ấy, để cho kích hoạt cái enzyme này. Nó sẽ hoạt hóa thành những cái bọt. Đây, em sẽ quậy lên như thế này. Và các chị để ý là khi mà chúng ta đánh đều lên thì cái bọt này nó sẽ tạo thành những cái bột.
những cái bọt rất là to ở trên bề mặt như này. Chúng ta cứ đánh đều lên nhé các chị nhé. Mỗi một lần thì chúng ta sẽ lấy định lượng bằng một nửa cái thìa sữa chua thôi, bằng một thìa sữa chua thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng một lượng nước bằng khoảng 2 thìa sữa chua, nhỏ nhỏ như vậy thôi, để giúp cho chúng ta có thể đánh đều lên như thế này. Thì chúng ta sẽ phải sử dụng bằng nước nóng. Trong cái bột thành phần enzyme kích trắng này thì nó sẽ gồm có chủ yếu là cái thành phần của cái men của cây đu đủ. Cái thành phần này của nó thì nó sẽ loại bỏ ngay toàn bộ những cái tế bào chết, những cái tế bào sừng hóa ở trên bề mặt da của các chị. Và đặc biệt là trong cái sản phẩm này thì nó sẽ có những cái hoạt chất được kích hoạt từ cái men đu đủ, nên là nó sẽ làm da của các chị, nó sẽ loại bỏ được những cái sắc tố, những cái hắc tố mà gây sạm sỉn màu ở trên bề mặt da của các chị ngay lần đầu tiên khi mà các chị sử dụng, và được loại bỏ thông qua cái lớp enzyme này nhá các chị nhá. Đây, các chị có thể bôi trực tiếp lên đây. Các chị có thể bôi trực tiếp lên nhá, để các chị có thể thấy rõ được cái hiệu quả của sản phẩm. Thì em sẽ test nửa mặt để cho các chị có cái sự so sánh rõ giữa mặt bên làm với mặt một nửa bên chưa làm. Các chị bôi lên như thế này cho em. Chúng ta sẽ quét một cái lượng bọt lên, sau đó thì chúng ta sẽ ủ tầm khoảng 5 phút nhé các chị nhé. Chúng ta có thể ủ tầm khoảng 5 đến 10 phút. Đây, bây giờ thì em sẽ chờ để cho cái phần mà men này nó kích hoạt vào trong cái vùng da và nó lấy đi những cái sắc tố tối màu ở trên bề mặt da như thế nào nhé các chị nhé. Đó. Em sẽ chờ ở trên bề mặt da như thế này. Và em sẽ bây giờ thì em sẽ chụp ảnh lại cái gương mặt của mình để giúp cho các chị có thể so sánh được cái bên nửa mặt bên này của em với nửa mặt bên này, thì cái hiệu quả của hai bên nửa mặt nó sẽ khác nhau như thế nào khi mà chúng ta sử dụng xong cái liệu trình mà ủ trắng và kích trắng da mặt như thế này nhé các chị. Bây giờ thì chị Huế đã ủ cái bột enzyme này trên mặt được tầm khoảng 5-7 phút rồi. Thì bột nó đã khô và bắt đầu tan bớt cái phần bọt rồi, thì Huế sẽ lau cái mặt đi. Lau mặt đi bây giờ để cho các chị có thể so sánh được hai bên gương mặt của Huế như thế nào nhé. So sánh cái sự khác biệt hai bên luôn nhá chứ chị nhá. Chúng ta sẽ lau đi, tức là chúng ta sẽ không có ủ quá lâu, bởi vì ủ quá lâu thì cái bột này nó sẽ khô. Nó khô thì lấy ra nó sẽ khó hơn. Và hai nữa là với cái bột này thì nó sẽ kích hoạt cái hoạt chất để loại bỏ toàn bộ những cái hắc tố ở trên bề mặt da rất là nhanh. Thế nên là chúng ta không cần phải ủ quá lâu ở trên bề mặt. Với những cái sản phẩm dưỡng trắng khác thì có thể là các chị phải ủ tầm khoảng 30 phút rồi 1 tiếng. Nhưng mà riêng cái sản phẩm này thì các chị chỉ cần ủ cho Huế tầm khoảng 10 phút thôi, 10 phút đổ lại thôi là được rồi, là chúng ta có thể lau đi được rồi nhé các chị nhé. Các chị lau, nhớ lau là lau sạch cho Huế để loại bỏ toàn bộ những cái bột ở trên bám ở trên bề mặt, bởi vì chúng ta còn những cái bước dưỡng da khác và những cái bước mà làm trắng khác nữa trên mặt, chứ không phải là chỉ có mỗi cái ủ này không. Đó, với một cái cặp sản phẩm này thì các chị sẽ thấy là cái hiệu quả ủ trắng là sẽ thấy ngay cái lần đầu tiên. Bởi vì các chị biết là ở tại spa và thẩm mỹ viện thì thường thường là các chị sẽ được cam kết, đúng không? Thế nên là tất cả những cái sản phẩm mà Huế đã phân phối cho các spa và các thẩm mỹ viện thì là những cái sản phẩm mà phải cực kỳ là an toàn và phải cực kỳ là tốt thì mới dám giới thiệu cho các chị. Bởi vì nếu không thì các spa và các thẩm mỹ viện sẽ không dám cam kết cho khách hàng nếu như không có hiệu quả nhé các chị nhé. Nên là các chị hoàn toàn có thể yên tâm là cái sản phẩm này nó cực kỳ là hiệu quả và an toàn ngay lần đầu tiên khi mà các chị thực hiện. Đó. Rồi, khi mà đã làm xong bên nửa mặt bên này
thì Huế thấy rằng là bên nửa mặt bên này nó có cái độ căng bóng và sáng hơn so với bên này nha các chị nhá. Đó, hai bên nó sẽ khác hẳn nhau, nhưng mà nhìn ở trong camera này không rõ đúng không các chị, nhìn nó không không rõ hẳn đúng không ạ. Đó, các chị thấy khi mà Huế làm bột enzyme nửa mặt bên này so với nửa mặt bên này thì các chị đã thấy rõ hai bên mặt của Huế là đã có cái sự khác biệt hẳn nhau. Bên này thì da trắng sáng và mịn hơn. Tại vì do là Huế làm nửa mặt nên các chị sẽ thấy rõ phân biệt giữa bên này và bên này là hai bên là khác hẳn nhau nhé các chị nhá. Đó, một bên thì trắng sáng rất là mịn, còn bên này thì nó vẫn trắng tại vì là do Huế cũng làm rồi nhưng mà nó không thể nào trắng được như là bên này. Đó, thì Huế sẽ tiếp tục là sử dụng thêm những cái sản phẩm khác nữa để bắt đầu đưa vào cho da của mình nó có cái độ trắng và căng bóng nhá. Và đây là một cái sản phẩm mà giúp cho loại bỏ toàn bộ những cái tế bào chết này, những cái tế bào sừng hóa và những cái sắc tố, hắc tố, đen sạm xỉn màu ở trên bề mặt da. Nhưng mà đây mới là cái sản phẩm mà dưỡng trắng lâu dài và giúp cho các chị em mà sử dụng cái sản phẩm này thì ở tại spa chúng ta sẽ điện di cho khách là ngay sau lớp bột ủ enzyme. Nhưng nếu như ở tại nhà các chị không có bột ủ enzyme thì các chị có thể sử dụng để bôi trực tiếp ở trên bề mặt da. Đây gọi là cái tinh chất vitamin C nồng độ cao. Với cái tinh chất vitamin C này thì chúng ta cũng có thể thay thế những cái sản phẩm mà kem dưỡng ở tại nhà. Nếu như mà chúng ta có những cái sản phẩm kem dưỡng làm trắng thì chúng ta có thể thay thế những cái sản phẩm kem dưỡng đó ở tại nhà nhé các chị nhé. Vitamin C nồng độ cao là một hợp chất không thể thiếu trong cái quá trình mà nó giúp tái tạo lại những cái lượng collagen ở dưới cái vùng da của các chị. Nó chống được cái thành phần oxy hóa ở trên bề mặt da. Oxy hóa là những cái gốc tự do dẫn đến hiện tượng là da của các chị bị lão hóa, bị sạm xỉn màu. Thì cái sản phẩm này nó sẽ chống lại được cái quá trình mà oxy hóa ở dưới cái gốc da của các chị. Và nó tham gia vào cái quá trình mà hình thành những cái hoạt chất để hình thành những cái lượng collagen ở dưới bề mặt da của các chị. Nên là khi mà sử dụng thì chúng ta nếu như chị nào mà có cái máy điện di cá nhân thì các chị có thể sử dụng ở cái nấc mà nóng, nấc đẩy tinh chất như thế này. Còn ở tại spa thì các bạn sẽ sử dụng cái điện di nóng để các bạn điện di cái tinh chất C này trên gương mặt của khách hàng. Ngay sau khi sử dụng bột ủ trắng thì chúng ta sẽ điện di tinh chất C trước. Chị nào mà da mà không cần phải sử dụng, tức là những cái chị nào mà đối với làn da nào mà chúng ta dễ bị kích ứng hoặc là những cái làn da nào mà chúng ta không hợp với vitamin C với cái nồng độ cao như thế này thì các chị có thể sử dụng sang cái tinh chất căng bóng hoặc tinh chất HA. Đây, chúng ta có thể sử dụng sang cái tinh chất căng bóng này để chúng ta điện di cũng được, hoặc là chúng ta sử dụng nếu như mà da nào mà chúng ta cần cấp ẩm cấp nước thì chúng ta sử dụng cái tinh chất HA này để điện di ở trên bề mặt. Còn đa số nếu như chị em mà muốn làm trắng thì chúng ta sẽ điện di bằng cái vitamin C. Và khi mà điện di thì chúng ta sẽ nhớ là chúng ta sẽ sử dụng cái máy từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài như thế này nhé các chị em nhé. Ở đây thì Huế sẽ test nửa mặt để cho các chị thấy rõ được cái hiệu quả mỗi một lần chúng ta sử dụng để chúng ta phân biệt rõ giữa nửa mặt bên này và nửa mặt bên này như thế nào. Nên là Huế sẽ sử dụng trên nửa mặt và đến khi mà máy điện di nó có cái chế độ dính 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 thì chúng ta sẽ ngừng lại, chúng ta không cần phải sử dụng cái máy điện di này nữa. Huế sẽ làm nhanh thôi, ở nhà thì chúng ta có thể làm nó lâu hơn một chút nhưng Huế sẽ làm nhanh thôi để cho review cho các chị, để cho các chị biết được cái quy trình cũng như là cái cách làm ở tại thẩm mỹ và spa đang áp dụng cho các khách hàng như thế nào. Tiếp theo, sau khi điện di tinh chất C xong thì chúng ta sẽ đến bước cuối cùng, đó là chúng ta sẽ sử dụng đến mặt nạ kem. Các chị em đã nghe rất nhiều về mặt nạ giấy này, chúng ta nghe rất nhiều về mặt nạ bột này, chúng ta cũng nghe rất nhiều về những cái mặt nạ ngủ hoặc là những cái dạng gel. Thế nhưng mà mặt nạ kem là một trong những cái sản phẩm đột phá của năm 2020 của tập đoàn dược mỹ phẩm Dexember, bởi vì mặt nạ kem này thì chúng ta sử dụng thì nó sẽ thứ nhất là nó cái độ hấp thụ của nó là nhiều hơn, cái dinh dưỡng và cái độ hấp thụ của nó là nhiều hơn so với mặt nạ giấy. Cái thứ hai nữa là nó sẽ tránh được cái hiện tượng là cái vùng da mặt của chúng ta bôi đến đâu thì mặt nạ của nó giống như một dạng kem đến đó, chứ chúng ta không phải sử dụng cái giấy để chúng ta bôi và nó rơi rớt ra cái vùng mắt của chúng ta hoặc là vùng miệng của chúng ta. Đây là chúng ta sẽ sử dụng cái mặt nạ kem này. Cái thành phần chính của nó là niacinamide. Niacinamide này thì nó là một trong những cái hợp chất mà nó giúp cho cái da của các chị là kéo dài cái thời gian được dưỡng trắng. Tức là nếu như da của chị em nào mà đã dưỡng trắng bằng cái bột ủ trắng enzyme trước đó rồi
tinh chất vitamin C rồi, kích hoạt cái men trắng ở dưới da rồi, thì chúng ta có thể sử dụng tiếp cái mặt nạ kem dưỡng trắng như thế này nữa để giúp kéo dài và làm cho da của chúng ta nó không bị khô. Vì thành phần chính của làm trắng ở trong các sản phẩm kem ấy ở trên thị trường ấy thì nó đa số là nó sẽ làm cho da của chị khô bởi vì thành phần axit của nó rất là nhiều. Thế nhưng mà với cái sản phẩm cặp làm trắng này thì nó sẽ loại bỏ được cái yếu điểm của những cái sản phẩm làm trắng là làm khô da, nên là cái sản phẩm này thì nó không những làm cho da của chúng ta trắng lên mà thậm chí là các chị sẽ thấy rằng là sau một thời gian sử dụng thì da của các chị nó sẽ có độ căng bóng và rất là mướt mịn như nhung luôn nha các chị nhá, và nó không bị khô. Huế đảm bảo với các chị sử dụng cái sản phẩm làm trắng này là da của các chị không bị khô một chút nào luôn đó. Đó là cái hay của cái sản phẩm này. Chính vì thế nên hiện nay các spa và thẩm mỹ viện đang sử dụng rất là nhiều cái liệu trình này để ủ trắng mặt cho khách hàng. Với cam kết luôn là hiệu quả ngay lần đầu tiên các chị sử dụng sản phẩm chứ không phải chờ đợi lâu nha các chị nhé. Đó. Đây, lúc nãy thì Huế làm nửa mặt nên bây giờ thì Huế cũng sẽ bôi kem nửa mặt để cho các chị có thể thấy được cái hiệu quả nửa mặt bên này so với nửa mặt bên này khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm thì nó sẽ khác nhau như thế nào. Thì chúng ta có thể sử dụng cái kem này thì chúng ta cũng có thể sử dụng bôi. Chị chỉ cần bôi sát vào vùng mắt và né né vùng mắt ra một chút nhé các chị nhé. Đó. Các chị thấy là khi mà sử dụng những cái mặt nạ kem này thì da của các chị là có luôn luôn là có cái sự căng bóng như thế này. Nó rất là căng, rất là bóng, và khi mà bôi vào thì chúng ta có một cái cảm giác là hơi nóng mặt một chút. Hơi nóng mặt này thì các chị yên tâm hoàn toàn nó không phải là cái phản ứng gọi là kích ứng gì ở trên da đâu, mà cái nóng này ấy, của nó thì là nó đang kích hoạt những cái mạch máu ở dưới cái vùng da của các chị và nó sẽ lưu thông lại lượng khí huyết ở dưới cái vùng da để làm cho cái vùng da của chúng ta được tăng cường những cái oxy ở bên ngoài vào, và đặc biệt là nó sẽ giúp là hoạt hóa thêm những cái men enzyme mà trước đó chúng ta dùng để ủ mặt ấy, đẩy sâu vào trong để làm cho những cái lượng sắc tố melanin ở trên bề mặt da của chúng ta nó sẽ giảm dần đi, và sau đó thì chúng ta sẽ sở hữu được một cái làn da trắng bóng và căng sáng. Bây giờ thì Huế sẽ để tầm khoảng 15 phút để cho cái mặt nạ này nó phát huy hết cái tác dụng của nó, và sau đó thì Huế sẽ lại lau mặt đi để cho các chị thấy được cái hiệu quả của sản phẩm này ngay lần đầu tiên chúng ta thực hiện như thế nào ạ. Bây giờ thì đã được 15 phút rồi và mặt của Huế thì đã se se khô rồi, thì Huế sẽ lau đi để cho các chị nhìn thấy rõ cái hiệu quả của sản phẩm này như thế nào trên gương mặt của em nhé. Bởi vì Huế test nửa mặt nên là Huế sẽ lau nửa mặt đi để cho các chị xem. Cái mặt nạ kem này nó có một cái điểm rất là hay này, đó là khi mà sử dụng ấy thì da của chúng ta dù có là da mà yếu mỏng đỏ đến cỡ nào nó cũng không bao giờ xảy ra cái hiện tượng kích ứng, và đặc biệt là cái mặt nạ kem thì nó sẽ tăng cái độ hấp thụ của sản phẩm lên tối đa gần như là 99%, nó không bị hút ngược trở lại giống như mặt nạ giấy. Nếu như mà chúng ta sử dụng mặt nạ giấy có thể phải bị hút ngược trở lại những cái dưỡng chất mà nếu như mà các chị đắp quá lâu, nhưng riêng mặt nạ kem thì các chị sẽ không bị cái điều đó. Đó là một cái điểm mà em thấy rất là thích, và đặc biệt là nó rất là vệ sinh. Chúng ta có thể sử dụng, chúng ta có thể đi lại, chúng ta có thể làm bất cứ công việc nào cũng được, tiện ở đâu là chúng ta làm ở đấy, vì vì là kem nó bám dính ở trên bề mặt da, nó không bị dơ giống như là mặt nạ giấy và những cái mặt nạ bột khác nhé. Đó, sau khi mà lau sạch đi. Đây. Cái mặt của em Huế sau khi mà đã lau sạch đi rồi thì các chị sẽ thấy rằng bên này của em đã thực hiện xong cái quy trình mà ủ trắng và kích trắng da mặt cho bản thân em đây này. Các chị nhìn thấy là da rất là căng, rất là bóng, rất là mịn. Còn bên này thì em cũng bản chất da cũng trắng rồi, nhưng mà nó sẽ không thể nào trắng bằng so với cái bên mà em vừa mới làm. Đó, thì các chị cứ là làm cho em là 1 tuần thì chúng ta sẽ thực hiện là 2 buổi liên tiếp cho em. Và cái sản phẩm này thì em mới đảm bảo là nó cực kỳ là an toàn, nên chúng ta có thể sử dụng quanh năm ngày tháng mà chúng ta không cần phải sử dụng theo liệu trình. Chúng ta sử dụng như vậy thì chúng ta sẽ có được một cái làn da trắng sáng và căng bóng,
luôn luôn sẽ có, nếu như mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ có thể đi ra ngoài, chúng ta chỉ cần lót một cái lớp kem chống nắng và sử dụng một cái serum dưỡng ẩm thôi. Buổi sáng thôi, khi mà ánh nắng nó bắt vào thì sẽ có một cái làn da hồng trắng và rất là căng, nói chung là rất là đẹp, giống trong veo, giống như là những cái cô gái Hàn Quốc và những chị em phụ nữ ở tại Hàn Quốc á. Đó, thì em Huế rất là mong muốn các chị em có thể trải nghiệm cái sản phẩm này, nhưng mà cái số lượng á, sản phẩm thì hiện nay thì bởi vì là do đang dịch nên là bên Hàn về số lượng rất là ít. Thế nên là em sẽ ưu tiên cho các thẩm mỹ viện và các spa, nhưng mà sẽ dư ra tầm khoảng 50 cặp, 50 cặp sản phẩm này, và cũng không còn nhiều đâu. Nên là các chị em có thể nhanh chóng đặt hàng bằng cách để lại số điện thoại hoặc là inbox cho bên em để được những cái chuyên viên bên thẩm mỹ tư vấn một cách tốt nhất để giúp cho các chị em có thể hiểu sâu hơn, kỹ hơn về cái sản phẩm này và cái cách kết hợp sản phẩm này với những cái sản phẩm dưỡng ở tại nhà. Hiện tại các chị đang sử dụng như thế nào để cho nó đạt được cái hiệu quả tối đa nhé các chị nhé. Em về chào tạm biệt các chị và hẹn gặp lại các chị ở những cái livestream tiếp theo.